Chào mừng quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Kính thưa quý vị, hôm nay một lần nữa chúng ta chào đón người mẫu Thúy Hạnh đến đón Noel cùng chúng ta. Thúy Hạnh rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, mấy ngày hôm nay Thúy Hạnh đi đâu cũng nghe thấy một cái điệp khúc rất là quen thuộc luôn. Chắc chắn là điệp khúc khác về mùa Giáng sinh rồi phải không? Dạ đúng rồi anh, điệp khúc là We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Đó là một cái điệp khúc mà Thúy Hạnh thấy mỗi lần nghe thấy nó rất là rộn ràng anh. Mùa Giáng sinh thì đến rồi, không khí cũng rất là mát mẻ. Và Thúy Hạnh nghĩ là rất là phù hợp với những món ăn ngoài trời đúng không anh? Chính xác rồi, không khí hiện nay thì rất là vui tươi và mát mẻ. Và đây cũng là dịp để tinh thần mọi người thoải mái. Và đặc biệt là những đầu bếp khi mà thoải mái tinh thần thì chế biến ra nhiều món ăn rất là ngon. Vậy thì hôm nay không biết là anh Huy sẽ giới thiệu đến khán giả của Món Ngon Mỗi Ngày và Thúy Hạnh món ăn gì đây ta? Thúy Hạnh mới nói chế biến những món ăn ngoài trời ngon phải không? Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho Thúy Hạnh cũng như quý vị khán giả của chương trình chúng ta một món ăn cũng ngoài trời luôn. Chúng ta sẽ chế biến món cánh gà nướng sốt barbecue. Để chuẩn bị món cánh gà nướng sốt barbecue thì nguyên liệu và gia vị rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần khoảng 4 cánh gà, tương ớt, gừng băm nhuyễn, tiêu đen bể, tỏi băm nhuyễn, tương cà, bơ, đường, muối, nước tương lisa và chắc chắn không thể thiếu hạt nêm Azingon. Bắt một cái chảo lên, mở lửa lên cho anh. Anh Huy sẽ đợi chảo nóng, chúng ta xào bơ. Đây, cho bơ vô. Tiếp theo là chúng ta cho gừng, đảo đều cho thơm. Muốn được một cái món ăn ngon thì trước hết cái sốt góp một cái phần rất là lớn trong món ăn này. Đúng là như thế, cái sốt là cái phần lớn quan trọng nhất. Vì cái vị ở món ăn là nằm từ cái sốt. Chính xác rồi đó, Thúy Hạnh nè. Khi mà hỗn hợp này thơm lên rồi, chúng ta cho tiêu vô. Đó, như vậy là được rồi. Anh Huy cho tương ớt và tương cà vô luôn. Bốc khói lên thật là thơm. Cái sốt barbecue này nó sẽ vừa chua vừa hơi cay cay, cay ngọt ngọt. Ngọt ngọt. Cũng như Thúy Hạnh vừa mới nói, chua cay mà có vị ngọt nhẹ nhẹ. Anh Huy nêm một ít đường nè. Dĩ nhiên là chắc chắn không thể thiếu cái vị mặn cho một chút xíu muối. Hạt vị đậm đà từ hạt nêm Azingon. Nhưng mà còn một điểm nữa rất là quan trọng. Anh Huy cho thêm một ít nước tương lisa vô. Rồi, em chỉ cần đảo đều nữa là xong. Chúng ta có thể tắt lửa. Dạ. Anh Huy sẽ cho ra cái tô cho nó nguội. Đây, chúng ta sẽ cho ra tô để sốt nguội. Để cho cánh gà được thơm ngon và thấm gia vị hơn thì chúng ta phải khứa cánh gà ra một chút xíu. Một chút xíu ở giữa hai cánh để chúng ta xiên cái cánh thẳng như thế này. Vâng. Và bên trong cánh thì anh sẽ khứa như thế này. Đây, anh Huy sẽ cho cánh gà vô sốt barbecue này và trộn đều lên. Mình sẽ tẩm trong bao lâu hả anh? Để cho cánh gà thấm gia vị thì ít nhất chúng ta cũng phải ướp khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Anh Huy cũng đã chuẩn bị một số cái que như thế này, chúng ta sẽ xiên que. Thúy Hạnh có biết không, nếu mà chúng ta không có điều kiện mà nướng bằng lửa than đó, thì dĩ nhiên chúng ta cũng có thể nướng cánh gà ở trên cái lò nướng cũng bình thường cũng được. Đây là cái lò nướng nè, anh Huy đã chuẩn bị ở đây để là nướng cánh gà. Là mình có nhiều cách để nướng khác nhau đúng không anh? Đây, em sẽ xiên thẳng như thế này ha. Đây, coi như là chúng ta đã hoàn tất căn bản. Và chúng ta chỉ cần cho vô lò nướng nó thôi. Nhưng mà Thúy Hạnh nhớ lưu ý là cái sốt này Thúy Hạnh đừng có bỏ nha. Tại sao anh, mình đã có sốt rồi mà, nãy mình đã ướp sốt lâu lắm rồi. Bởi vì chúng ta sẽ thỉnh thoảng quét đều cái lớp sốt này lên cái mặt gà này để cho gà thấm gia vị. Bây giờ thì anh Huy sẽ bắt đầu cho cánh gà vô, chúng ta sẽ nướng. Đây. Rồi, chỉ trong vòng khoảng 5 đến 7 phút nữa thôi anh em, chúng ta sẽ có một món cánh gà nướng barbecue rất là ngon. Bây giờ chúng ta tiếp tục phết sốt là ngày ngang được chưa? Đúng rồi, thỉnh thoảng chúng ta phải phết sốt. Nhớ điều này nhé. Đây, em sẽ kéo cánh gà ra. Đó, em thấy màu vàng lên rất là đẹp rồi phải không? Trông hấp dẫn quá. Khói cũng bốc lên đây. Chúng ta quét một lớp mỏng mỏng lên nữa. Phần sốt sẽ hòa quyện vô trong cánh gà, sẽ làm cho món ăn này được thơm ngon hơn. Bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, cánh gà đã chín rồi. Chúng ta sẽ cho ra một cái dĩa. Rất là đẹp phải không? Chúng ta cũng có thể cho một ít xà lách lên nè. Cà chua lên. Đối với món này nếu Thúy Hạnh thích
Thế hành có thể ăn với muối tiêu chanh hay là nước tương lisa, chúng ta chấm vô cũng được. Nước tương mà cho một chút xíu ớt nữa thì đúng rất rồi. Là tuyệt phải không anh? Anh đã cắt sẵn một miếng cho em. Anh có chuẩn bị sẵn nước tương lisa, một ít ớt cắt. Mặc dù là đã ngấm rồi nhưng em vẫn muốn có một chút nước tương cho đậm đà hơn. Xem nào. Thịt gà chín mềm, rất là vừa mà ngấm sốt nữa, chua chua cay cay nhẹ nhẹ, rất là đậm đà, ngon lắm anh Huy ạ. Chắc chắn thì Hạnh sẽ phải làm món này cho cả nhà Hạnh ăn trong dịp Giáng sinh này thôi. Và quý vị nữa nhé, nhớ làm món này cho gia đình chúng ta cùng ăn nhé. Rất là dễ làm phải không thưa quý vị? Quý vị và các bạn cũng đừng quên góp ý để cho chương trình ngày càng tốt hơn nhé. Mọi thư từ xin gửi về hòm thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện về trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto số 061-882-6188. Còn bây giờ thì Thúy Hạnh và Thanh Huy xin chào và hẹn gặp lại.